hơn 600 tỷ đồng với 30 giao dịch chỉ trong vòng 1 tháng. Đó là những con số nói lên sức nóng của thị trường thấp tầng Vinhome Ocean Park Gia Lâm trong tháng 6 vừa qua. Xin chào quý anh chị quay trở lại với Mr. Anh Bất Động Sản. Và ngay bây giờ hãy cùng anh khám phá giá bán thực tế của những giao dịch vừa rồi. Với những động thái liên tiếp giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước và tâm lý thị trường đã ổn định rất nhiều. Ngoài ra thì giá bán thực tế hiện nay cũng đã rất tốt so với cách đây 1 năm hoặc 2 năm. Do đó thì trong tháng 6 vừa qua thì rất nhiều anh chị đã xuống tiền đầu tư và mua đều tại thị trường thấp tầng của Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Đầu tiên chúng ta hãy khám phá những cái giao dịch khủng long, đó là những căn đơn lập của phân khu Ngọc Trai. Giao dịch đầu tiên đó chính là một căn đơn lập Ngọc Trai 16-18 hướng Đông Nam với diện tích xây dựng rất lớn, diện tích đất là 288m2 và giá trị giao dịch thực tế là 46,9 tỷ. Tức là khoảng 163 triệu một mét vuông cả tiền đất và tiền xây thô anh chị nhé. Tiếp theo là một căn đơn lập Ngọc Trai khác ở vị trí rất đẹp, đó là sát với góc và view sông của khu đảo lớn phân khu Ngọc Trai. Căn đơn lập Ngọc Trai 1806, diện tích đất là 297 m2 đất, hướng cửa chính là Đông Nam và giá bán thực tế ghi nhận là 52 tỷ. Thật sự là phân khu Ngọc Trai thì cũng không có nhiều lựa chọn với các căn đơn lập anh chị nhé. Số lượng căn bán lại không có nhiều. Và căn đơn lập Ngọc Trai thứ 3 giao dịch trong tháng 6 vừa qua, đó chính là một căn đơn lập ở Ngọc Trai 8, căn Ngọc Trai 832 với diện tích đất 288m2, cũng là hướng cửa chính Đông Nam và giá bán ghi nhận thực tế là 44 tỷ, tức là đâu đó khoảng 153 triệu một mét vuông cả tiền đất và xây thô. Ngoài những căn đơn lập khủng long của phân khu Ngọc Trai thì Ngọc Trai cũng ghi nhận những căn song lập cũng giao dịch rất tốt trong thời gian vừa qua. Điển hình là căn song lập Ngọc Trai 317 với diện tích đất là 151m2, hướng cửa chính là Tây Bắc, giá bán thực tế là 25,9 tỷ và tính ra nó khoảng 171 triệu một mét vuông ở cái phân khu Ngọc Trai nhỏ, bao gồm cả giá bán đất và tiền xây. Tiếp tục là một căn song lập của phân khu Ngọc Trai đảo lớn, Ngọc Trai 16-19 với diện tích đất là 150m2, hướng cửa chính Tây Bắc, giá bán thực tế là 23 tỷ, tức là chia ra khoảng 153 triệu một mét vuông. Nếu như hiện nay mà anh chị tìm hiểu vào tháng 7 2023 này, anh chị tìm hiểu một căn song lập tại phân khu Ngọc Trai thì thực sự là không có cái giá nào dưới 24,5-25 tỷ đâu anh chị ạ. Hiện nay tất cả các căn song lập ở phân khu Ngọc Trai, một vài căn đang giao dịch thì giá bán đã lên từ 25 tỷ trở lên rồi. Do đó thì Hoàng Anh cũng chúc mừng các anh chị đã đầu tư hoặc đã mua được một sản phẩm song lập tại phân khu Ngọc Trai trong tháng 6 vừa qua. Rời Ngọc Trai thì Hoàng mời chị chúng ta đến với phân khu San Hô với các giao dịch song lập rất là trong vánh. Tại sao Hoàng nói là trong vánh á? Đâu đó thì khi mà có thông tin mở bán thì những căn này chỉ khớp trong vòng 24 đến 48 tiếng thôi. Đầu tiên là căn song lập San Hô 719, diện tích đất là 150m2, hướng cửa chính Tây Bắc, với giá bán thực tế là 21,7 tỷ, tức là đâu đó chia ra 145 triệu một mét vuông. Căn này thì có một vị trí cũng tương đối tốt, rất là thuận tiện anh chị có thể ra ăn uống tại cái dãy phố ăn uống của San Hô 6. Ngoài ra thì từ căn này cũng có thể đi ra hồ Ngọc Trai rất là gần. Tiếp tục là một căn song lập của phân khu San Hô khác cũng giao dịch rất là nhanh. Đó chính là căn song lập San Hô 207, cũng là hướng cửa chính Tây Bắc, diện tích đất là 150m2, giá bán thực tế căn này cực kỳ tốt, 20,5 tỷ. Đâu đó chia ra nó chỉ có 137 triệu một mét vuông cả tiền đất và xây thôi ạ. Thực sự là có rất nhiều anh chị mà lâu lâu không tìm hiểu thị trường thấp tầng của Vinhome Ocean Park 1 Gia Lâm ấy, thì anh chị sẽ rất là bất ngờ với cái giá bán thực tế hiện tại. Đâu đó có những căn song lập chỉ 120, 130, 140 triệu cả tiền xây, có thể ở và có thể khai thác cho thuê ngay lập tức. Thì thực sự Hoàng thấy là rất lâu rồi thì thị trường thấp tầng của Vinhome Gia Lâm mới có giá bán tốt như hiện tại. Tiếp tục thì Hoàng mời anh chị chúng ta sẽ đến phân khu Hải Âu. Một số giao dịch gần đây nhất Hoàng có thống kê lại. Đầu tiên là hai căn shop house ở đường Hải Âu 2, đường lớn. Đó chính là căn shop house Hải Âu 2 205
94 m² đất, hướng cửa chính là Tây Bắc, giá bán thực tế là 15,5 tỷ, đầu đó là 165 triệu m². Và giao dịch thứ hai của dãy Sóc Hầu Hải Âu 2 là Hải Âu 2 223, diện tích đất là 90 m², cũng là hướng cửa chính Tây Bắc, chia ra đâu đó khoảng 172 triệu m². Ở phân khu Hải Âu này thì thời gian vừa qua thì ghi nhận đâu đó khoảng độ 6 giao dịch anh chị nhé, 6 giao dịch thực tế, và đây là một trong hai giao dịch mình có thống kê lại để anh chị có được cái thông tin giá bán khách quan nhất. Một giao dịch song lập Hải Âu có mức giá thực sự rất là tốt, gần như tốt nhất thị trường hiện nay, đó chính là căn song lập Hải Âu 3 26, diện tích đất là 150 m², hướng cửa chính Đông Nam, rất là mát vào mùa hè. Giá bán thực tế ghi nhận của giao dịch này là 18 tỷ. Và chia ra mét vuông thì thực sự một con số rất là hấp dẫn anh chị ạ, 120 triệu m². Đâu đó thì nếu chia ra thậm chí 120 triệu m² còn rẻ hơn cả một số căn song lập tại Vinhomes Bắc 2. Đấy là những con số Hoành nghĩ là anh chị nên có cái tìm hiểu thực tế để mình có những góc nhìn và có những quyết định đầu tư hay là mua điều cho riêng mình. Tránh tình trạng là mình không biết đến thông tin và mình quyết định vội vàng, hoặc là quyết định chưa phù hợp, sau đó anh chị lại cảm thấy hối tiếc. Hiện nay thì anh cũng đang có một căn chủ nhà gửi bán tại phân khu Hải Âu này, và mức giá bán cũng chỉ 120 triệu m² với song lập Đông Nam. Anh chị mà cần thì anh chị có thể liên hệ qua số hotline, anh sẽ tư vấn cho anh chị chi tiết. Và cuối cùng đó là những giao dịch ở phân khu Sao Biển. Sao Biển là phân khu mà có nhiều giao dịch song lập nhất trong thời gian vừa qua. Đầu tiên là chính là căn Sao Biển 948 hướng Đông Nam, diện tích đất là 150 m², giá bán thực tế ghi nhận là 22 tỷ, tức là đâu đó khoảng 147 triệu m². Ở căn này thì có đường thông ra cả Hồ Ngọc Trai và ra cả đường 30 m, ra trường học và ra công viên bể bơi của Sao Biển, rất là thuận tiện. Và hai giao dịch tiếp theo đó là ở dãy Sao Biển 21. Ở dãy này hiện nay thì Hoành thấy là rất nhiều anh chị đã về ở và sinh sống rồi. Vì sao? Vì cái dãy Sao Biển 21 này rất là thuận tiện, sát với Vincom Megamall, anh chị có thể dễ dàng đi bộ, đi chợ. Và nếu như có người thân bạn bè đến thì mình có thể để xe ô tô rất là thoải mái tại Vincom. Hai giao dịch Hoành có ghi nhận lại là gì ạ? Là căn Sao Biển 21-12. Căn này thì có mức giá bán rất là tốt. Vì sao? Vì chủ nhà đang có những áp lực tài chính, do đó thì khi mà anh chị khách hàng đến thì đàm phán được cái giá cực kỳ hấp dẫn. 148,5 m² hướng Đông Nam, giá bán thực tế chỉ có 20,5 tỷ, và chia ra giá là 138 triệu m². Thực sự điều anh thấy là có rất nhiều cơ hội mà nếu như chị mà tìm hiểu kỹ, anh chị sẽ có được những cái giao dịch có mức giá rất là hấp dẫn. Một giao dịch rất là sát lân cận đó chính là Sao Biển 2108, trong những ngày gần đây nhất, cũng diện tích đất 148,5 hướng Đông Nam, giá bán thực tế ghi nhận là 21,2 tỷ, tức là đâu đó chia giá 143 triệu m². Đó thì đấy là những giao dịch mà Hoành có ghi nhận thực tế lại, và đâu đó sẽ có nhiều giao dịch khác mà có thể Hoành chưa thống kê hết 100%. Tuy nhiên những giao dịch vừa rồi thì là những giao dịch mà Hoành có thống kê và ghi nhận thực tế giá bán. Hoành muốn chia sẻ đến chị ở video này vì sao? Vì Hoành nghĩ là khi anh chị mà tìm hiểu mua để một sản phẩm biệt thự liền kề để ở tại Vinhomes Bắc Gia Lâm, hoặc anh chị mong muốn xuống tiền để đầu tư bắt đáy, thời điểm hiện tại thì cái thông tin về giá bán thực tế là một thông số rất quan trọng mà có lẽ là anh chị cũng sẽ không thể tìm ở đâu đó ở trên internet mà có cái thống kê chi tiết như Hoành dành thời gian làm video này. Hoành muốn anh chị có được cái thông tin khách quan để anh chị có thể có được cái cách để mình đàm phán giá mua bán làm sao cho nó hợp lý nhất. Quan điểm của anh là mong muốn anh chị luôn, anh chị khách hàng luôn có được góc nhìn thực tế, và anh chị hãy đưa ra quyết định cho riêng mình làm sao mà thấy phù hợp nhất với điều kiện tài chính và quan điểm đầu tư của mình, như vậy thì nó sẽ là phù hợp. Và hiện nay thì anh cũng đang có quỹ căn rất tốt với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Toàn bộ các cái phân khu như Hải Âu, Sao Biển, San Hô, Ngọc Trai, từ liền kề, shop house, song lập, đơn lập, thậm chí là những căn VIP nhất anh cũng đều có. Nếu chị có nhu cầu tìm hiểu một căn sản phẩm để ở, hoặc anh chị đầu tư tại Vinhomes Bắc, thì Hoành chia sẻ với chị đây là một thời điểm mà nếu như chị mà không tìm hiểu
thì có thể trong thời gian tới anh chị sẽ cảm thấy hối tiếc. Và anh chị đừng ngần ngại liên hệ qua số hotline trên màn hình. Hoàng sẽ đưa anh chị đến tham quan thực tế và đàm phán cho anh chị những mức giá không thể tốt hơn. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp anh chị ở những video tiếp theo.